có tự nhiên giờ này vậy? Không hiểu luôn. Ôi đâu này đây, không tự nhiên giờ này mới vậy. Điền quá, hộp ở dưới cha ơi. Hộp hộp lại cha. Anh Thắng này đi mua đồ đồ gì đây? Em ngồi nói chuyện mà xem mua đồ của anh luôn. Em chỉnh anh cái hiểu đi. Cảm ơn ha, cảm ơn ha. Quay đường nữa đâu. Ráng mặt hiu lên. Má cho anh kia tàn đau thủ không mình chứ cô không trời. Ngọt vậy gì? Hồi tóc biến hồng đi ha. À có bán SL ra. Cái gì bán SL rồi đó? Nhiều. Không bán nhé. Du lịch vui vẻ. Đi dài anh em ơi, vô lịch lưỡng đó. Ây da. Anh em không cần tốc biến lên, anh em không để ý cái bị đánh vô. Khải đã win scan 1 triệu đồng. Ui, anh lần đầu đâu nét. Trời ơi, Khải lừa, chỗ Khải này. Trời ơi, anh đánh sáng một bên mà cái này chai dưới ta. Lừa thật chứ. Nào chưa nhìn em cứ thử mặt cười. Có Khải nhá, lừa chứ. Trời ơi, cố lên bạn Hiền ơi. Bạn Hiền thân yêu ơi. Đừng di chuyển hướng khánh hết tay mà. Đó đó đó, di chuyển đi đâu ăn được mạng đâu. Cứ phải nhắc không à thằng này. Cứ phải nhắc không à. Ôi ôi, thêm một tồn tại nữa luôn. Ăn chuối gì đâu luôn. Optimus à? Trong team mò ấy. Tiếp viên này trả lương bằng euro hay là bằng anh em? Tiếp viên lần đầu. Cảm ơn 955 nha. Cảm ơn bạn nhiều. Kho san dòng su và sơn ra không có bằng sơn. Khổ quá, mình cứ lên là tôi hai anh em chúng nó đi vào cái bánh trướng liên tục với nhau. Xếp vào phòng. No, streaming. You wanna say hello to my fans? Here we go. What's up? What's up? We're in London, man. Dạ, cứ nói đấy, các bạn vẫn nhìn thấy anh. Nè, mình đây à? Dạ, các bạn nhìn thấy. Đang ở London đó mọi người nè. Đang ở London nè. Woohoo! Vẫn còn nội tại luôn. Mà ha, người nay nói xui rồi, bây giờ nó hết xui rồi anh em. Đã quá anh chị cả. Anh làm gì là em có dopamine á, tại game này em win mất này. Ông rồi mai lên báo luôn. Mai lên báo là anh đi gây đổi nghề có bóp vai cho tiền thủ ạ. Rồi, thêm một đội tài nữa. Quay quay ổ nha bồ kêu ai cho ổ đấy. Vì thế vị trí của Optimus và Optimus lại dưới mấy thằng dưới chung cư mà thích ta hoa nhỉ. Anh à, phải cứu ta đi, là không có lộ một đội tài kia. Ừ, ra ngoài. Đi, sao thích chung cư rồi, ra thằng cao thức chung cư rồi. Tốt chết rồi. GG. Cuộc sống với Khánh vẫn ổn nhưng mà em sang thì hết ổn rồi. Đây không ổn rồi. Em sang hết ổn rồi. Bây giờ phải đi xuống gặp thằng Lexa đang ăn xong mình cướp lương của nó nhở. Ăn luôn mạng nó này. Chết luôn. Trời ơi, biết là tốt không vào kìa. Ai tốt thì bạn nó thứ giả đó. Tốt chết làm gì không? Để xem điền nào, điền này, Trời ơi, nhìn chung thì cũng nhàn đúng không ạ?
thấy mạng nó sai nữa anh em chứ. Thì nó dùng cái hầm này, nó chui vô đây. Ấy! Rồi, đợi, đợi, đợi. Cái này là tầng 1 đó, mình ăn đó đấy, được 20% máu. Sau đây mình có tăng. Rồi, trốn, trốn, trốn. Rồi, mày tốc biến. Mày nghĩ mày có thể chạy. Chết chưa? Né kéo, không được. Chỉ cần chạy thôi nha, đừng kia nha. Rồi, lên đông. Kìa, chứ bỏ. Ai à, đồng hồ rồi, không bấm giờ tiên dùng quy có đồng hồ chứ thằng nó trai nó ở gần con nó nhảy bay xa em bay nhanh bay nhanh ai không bấm một đồng hồ già rồi tạm hơn bye bye. Richard nó bỏ xuống như kiểu nó bị mù anh em, nó nhìn được cái gì cả, nhìn tội lắm. Không có tầm nhìn tội nghiệp thật sự luôn á. Richard từ lúc mà không có con mắt đá tỏa sáng ấy nhìn đánh kiểu nó gì rất là tội ấy. Em có mắt cắm, thì chả thấy gì. Rồi. Để chạy đâu? Chạy đâu? Endgame có đồng chí ấy. Endgame đi họp nữa này, đi họp chắc phải họp nha. Đúng rồi. Ủa? Họp á? Ủa họp? Đi họp bia nè, đi họp bia. Đi họp. Lúc em đi học, các em vừa nói xong em vừa nói các bạn xong. Bây giờ anh không đi nữa, tay sẽ mở cửa cho em xong nhé. Lần này có đồng hồ riêng nha, lần này sẽ bấm. Cái chu bắn anh em thì không bấm chết, không bấm như vừa hôm nãy nữa đấy. GG. 7 phút. Yes sir. Anh sẽ mang một cái bọc không khí vào đây. Thôi bây giờ tắt Khánh off. Đây anh em, cảm ơn anh em nhiều đã coi stream Khánh nha. Anh em để cho Khánh một đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều, bye bye mọi người. Chúc mọi người một bye bye cho đó tại buổi chiều buổi tối. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, bye bye. Cảm ơn mọi người nhiều, đi họp đây. Bye bye. Chào đi, chào. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Nhớ đăng ký kênh của mình. Bye bye mọi người. Không có nhớ đăng ký kênh kia vậy hả? Mọi người nhớ like and subscribe kênh của Levi. Mấy cái đồ này nhé anh.